Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Tư ngày 27 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023. Tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 48,2 triệu đồng một năm, trong đó khu vực nông thôn khoảng 42,5 triệu đồng mỗi người một năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2020. Một họp bác thứ Tư tuần này có phóng sự phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị, trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên. Đây là kết quả được báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức sáng nay. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Năm qua, cấp ủy tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát. Trọng tâm là việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của đảng, nghiêm túc triển khai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 2.315 tổ chức đảng, chiếm 65,47%, và 7.395 đảng viên, chiếm gần 80% có vi phạm. Phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 14 tổ chức và 5 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 3.523 tổ chức đảng và 9.241 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm, dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, công tác cán bộ, quy chế làm việc. Kiểm tra trên lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sử dụng đất đai, tài nguyên và tổ chức thực hiện các gói thầu do AIC và các công ty có liên quan đến AIC thực hiện. Sau kiểm tra, đã xem xét trách nhiệm và thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các tập thể cá nhân vi phạm. Giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Thưa quý vị, chiều nay ngày 27 tháng 12, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị với sự tham gia của 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành tài chính của tỉnh. Năm 2023, ngành tài chính đã chủ động quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Dấu ấn của năm 2023 là việc Bộ Tài chính trình Quốc hội thông qua luật giá, thay thế luật giá năm 2012 và 5 nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 nghị quyết và hoàn thành 43 trên 61 đề án nhiệm vụ được giao. Điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm qua cũng được Bộ Tài chính kịp thời giao dự toán ngay từ đầu năm để các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử được triển khai hiệu quả. Ngành cũng đã chú trọng việc sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2024. Sáng nay, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh, chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các địa phương. Trong năm 2023, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, chống phá ta của các thế lực thù địch, phản động được tăng cường. Công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, nhất là trên không gian mạng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi kinh nghiệm về công tác nhân quyền, chia sẻ những bài học từ thực tiễn. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, công tác nhân quyền của tỉnh Quảng Nam đã có những bước phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của tỉnh. Ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác nhân quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế, đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với công tác đấu tranh liên quan lĩnh vực nhân quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nắm chắc tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh cũng đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trên lĩnh vực này. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Hội đồng đào tạo để đánh giá công tác triển khai và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức trong năm 2024. Báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, năm 2023, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch và quyết định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức. Theo đó, Hội đồng đào tạo đã tổ chức 195 lớp đào tạo bồi dưỡng, trong đó có 186 lớp do ngân sách nhà nước chi trả và 9 lớp do cán bộ công chức viên chức. Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng với nhiều nội dung phong phú. Các chương trình đào tạo bồi dưỡng đều bám sát nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm, tập trung vào củng cố các kỹ năng thực thi công vụ, chú trọng khả năng vận dụng thực tiễn sau khi bồi dưỡng. Các cơ quan đơn vị cũng đề cập những tồn tại khó khăn vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức. Trong đó có các vấn đề kinh phí liên quan đến đào tạo, số lượng học viên tham gia không đầy đủ so với chỉ tiêu, thời gian tập trung vào việc học tập, nghiên cứu còn hạn chế. Một số nội dung khung chương trình của bộ ngành chưa có sự bổ sung, cập nhật những kiến thức, văn bản định hướng mới của Đảng, Nhà nước, nội dung chưa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức hiện nay. Năm 2024, tỉnh Quảng Nam sẽ mở 150 lớp, trong đó có 95 lớp khối Đảng, gồm 49 lớp đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị và 46 lớp đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức và 55 lớp khối nhà nước. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị tổng kết công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2023 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 84 doanh nghiệp đăng ký tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Tính đến cuối tháng 11 năm 2023, tỉnh Quảng Nam có 1.606 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Năm 2023, toàn tỉnh có 6 công ty hoạt động dịch vụ du học, 46 học sinh đang du học tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam thông tin cho biết, tính đến cuối tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh có 7 lao động hết thời hạn hợp đồng từ năm 2009 nhưng chưa về nước, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đồng thời, tỉnh Quảng Nam có 7 tổ chức phi chính phủ đăng ký hoạt động và triển khai viện trợ. Trong đó có 2 tổ chức tài trợ dự án mới với tổng giá trị 5.644 tỷ đô la. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các cơ quan nhà nước, đơn vị liên quan tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả những chủ trương của nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin để kết nối, tiếp cận với công dân Quảng Nam đang sinh sống, lao động và làm việc ở nước ngoài, có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy phát triển toàn diện quê hương, đất nước. Chiều nay, Bưu điện tỉnh Quảng Nam hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, các sở ngành liên quan tham dự hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị năm 2023, tổng doanh thu của ngành đạt 174,3 tỷ đồng, đạt 87,9% kế hoạch.
việc làm, thu nhập, việc thực hiện các chế độ chính sách xã hội cho cán bộ, công nhân viên, người lao động được đảm bảo. Công tác nâng cao chất lượng mạng lưới được toàn ngành chú trọng, trong đó đã thực hiện chuyển đổi loại hình phục vụ, đảm bảo tối thiểu mỗi xã có một điểm phục vụ, nâng cao chất lượng khâu khai thác, vận chuyển, phát, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, chuyển phát hành chính công, dịch vụ chi trả hành chính công. Trong năm đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định 45 và quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 135.000 lượt hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân trong và ngoài tỉnh. Bưu điện tỉnh đã thực hiện đồng bộ việc chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng chữ ký số, phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và áp dụng vào việc chi trả lương hưu, chế độ ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội. Sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh những kết quả đạt được là rất trân trọng, đánh dấu sự thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Từ nay đến hết năm 2025, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam không điều chỉnh mục tiêu, tiêu chí phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn này. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì và nâng chuẩn 112 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo bộ tiêu chí mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên ít nhất 154 xã trên 193 xã, chiếm tỷ lệ 80%. Riêng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, tỉnh Quảng Nam huy động hơn 12.456,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư hơn 4.373 tỷ đồng. Đến đây này, toàn tỉnh có 130 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67,3%, 20 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua 3 năm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Quảng Nam đạt 48,2 triệu đồng một năm, trong đó khu vực nông thôn đạt khoảng 42,5 triệu đồng mỗi người một năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2020. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà các địa phương đạt được, bộ mặt nông thôn Quảng Nam có nhiều khởi sắc hơn, nhiều dự án mô hình hay có thể nhân rộng. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân tỉnh Quảng Nam. Không điều chỉnh mục tiêu, tiêu chí phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn này, các địa phương phải đặt quyết tâm cao trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng đề cập đến 8 nhóm vấn đề quan trọng để triển khai đồng bộ hiệu quả trong 2 năm còn lại. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các đơn vị lực lượng chức năng thông qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện bắt giữ 1.825 vụ việc, trong đó phát hiện bắt giữ 320 vụ việc buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng lậu, 1.480 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 22 vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ. Đã xử lý vi phạm hành chính 1.652 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 211 tỷ đồng, khởi tố hình sự 150 vụ trên 227 đối tượng. Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam cho biết, trong quá trình triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực thi công vụ. Trong đó là việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm trên môi trường mạng gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam đã cùng thảo luận đưa ra các giải pháp khắc phục những vướng mắc khó khăn, công tác xử lý vi phạm về kinh doanh trên môi trường mạng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thời điểm trước Tết năm 2024. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị cho 3 lớp K11, K12 và K13 với 146 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường. Sau 6 tháng học tập, nghiên cứu, các học viên được trang bị một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước Việt Nam, những vấn đề cơ bản về khoa học lãnh đạo, quản lý, quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Nam.
tại lễ bế giảng trường chính trị tỉnh Quảng Nam cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị cho 146 học viên và tặng giấy khen của hiệu trưởng cho 15 học viên. Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại công bố kết quả xác minh nội dung khiếu nại của công dân Tăng Thu trú tại tổ 6, khối phố Đồng Hạnh, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn. Theo trình bày của công dân Tăng Thu, năm 1991, ông làm nhà trên thửa đất 688A với diện tích 370m2. Đến năm 2023, gia đình ông mua đất ở vị trí khác cùng khối phố để làm nhà ở. Đến năm 2023, ông ra vị trí đất cũ tại thửa đất 688A để xây nhà cho con với diện tích khoảng 40m2 thì bị Ủy ban Nhân dân phường Điện Minh lập biên bản đình chỉ xây dựng do nguồn gốc đất này có tranh chấp. Ông Thu chấp hành tạm dừng việc xây dựng và gửi đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất 688A với mục đích đất ở, tuy nhiên không được chấp nhận. Ông Tăng Thu gửi đơn khiếu nại các quyết định của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, trước năm 1991, thửa đất 688A thuộc quyền sở hữu của ông Tăng Lễ và sau đó do bà Tăng Thị Kết là con của ông Tăng Lễ kê khai sử dụng. Năm 1991, bà Tăng Thị Kết không sử dụng diện tích đất này. Năm 1994, ông Tăng Thu là người cùng tộc với ông Tăng Lễ và Tăng Thị Kết. Thấy đất bỏ trống nên làm nhà ở tạm, đến năm 2003 thì chuyển đi. Từ năm 2003 đến nay, ông Tăng Thu sử dụng diện tích đất này để trồng hoa màu và không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất 688A với mục đích đất ở. Cũng trong sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại, công bố kết quả xác minh nội dung khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Tranh, trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Theo công dân Nguyễn Văn Tranh, năm 1989, ông đã khai hoang để sản xuất nông nghiệp thửa đất số 609 với diện tích gần 4.000m2. Năm 2010, ông Tranh được Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất 609, loại đất rừng sản xuất. Tháng 3 năm 2023, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thaco Chu Lai, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành ban hành quyết định thu hồi thửa đất trên và đền bù theo loại đất rừng sản xuất. Không đồng tình với quyết định này, ông Tranh gửi đơn khiếu nại đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành điều chỉnh loại đất thu hồi từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm, đồng thời bồi thường hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông. Theo xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất rừng sản xuất vào năm 2010 đến nay, ông Tranh không khiếu nại liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Đồng thời, các quyết định thu hồi đất, đền bù của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành là hoàn toàn chính xác. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tranh. Thưa quý vị và các bạn, khép lại những năm tháng tuổi trẻ, đồng cam cộng khổ cùng đồng đội nơi quân ngũ, trở về quê hương, hội viên cựu chiến binh vẫn vẹn nguyên phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, hăng say, tham gia lao động sản xuất. Họ luôn là tấm gương tiên phong trong các phong trào thi đua, cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương. Những năm trở lại đây, đời sống kinh tế của hội viên cựu chiến binh tại vùng cao Đông Giang đã có sự thay đổi rõ nét. Đặc biệt là cựu chiến binh được vay vốn chính sách đã thay đổi cách thức làm ăn, chủ động đầu tư vào kinh tế vườn rừng, vươn lên thoát nghèo. Anh Bình Ước Ngang đứng ra vay 50 triệu đồng để trồng sâm ba kích dưới tán rừng. Mô hình trồng cây dược liệu ba kích của anh Ngang được triển khai từ năm 2020 trên diện tích 4 hectare. Trong năm nay, anh đã bán được sản phẩm và mang lại nguồn thu nhập 20 triệu đồng. Bản thân tôi cũng là hướng dẫn cho người dân mình là thứ nhất là phải là lao động, chịu khó lao động. Thứ hai là không sợ về việc vốn vay, tại vì đây là một cái nguồn vốn là ưu đãi rất là thuận tiện cho người dân. Với xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, đây là xã đầu tiên của vùng chiến khu xưa được chọn làm điểm để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Trong những năm qua, xã Tiên Sơn tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ, kỹ thuật, phát triển kinh tế vườn, trang trại. Nhiều mô hình kinh tế vườn, trang trại đạt nguồn thu lên đến 200 triệu đồng một năm. Gần đây thì có chương trình đề án 03 của thành phố huyện hỗ trợ, thì chúng tôi nhận được 26 triệu và đầu tư thêm mở rộng diện tích vườn ra, gương mẫu để vận động nhân dân, để mà nhân dân trong làng xóm đoàn cùng làm theo. Còn anh Nguyễn Thành Tân, xã Tiên An, sau khi xuất ngũ về lại địa phương, anh quyết tâm lập nghiệp với nghề làm trầm hương. Mới đây, khi các sản phẩm trầm hương trên thị trường đang có đà phát triển trở lại, anh Tân quyết định vay số tiền 100 triệu đồng vốn chính sách đầu tư mua sắm máy móc và nguyên liệu làm trầm hương. Tại chỗ lò nghề đây thì nhiều người cũng lo mang được. Thì mà em thấy nữa thì cũng mạnh dọn va của ngân hàng chính sách huyện với số vốn là 100 triệu. Hiện nay đối với xóa đói giảm nghèo, chúng tôi tập trung cho các cái hội viên các hộ huyện miền núi, đặc biệt 6 huyện miền núi cao. Chúng tôi phát động phong trào là các cái huyện hội cựu chiến binh, các cái huyện chính huyện đồng bằng và 3 cái huyện trung du đã có cái hỗ trợ sinh kế năm 2023. Các cấp hội đã vận động đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng đến với các cái hội cựu chiến binh của các huyện núi để hỗ trợ sinh kế. Có thể khẳng định, các phong trào thi đua trong hội viên cựu chiến binh ở vùng cao Quảng Nam nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. Mặt khác, qua phong trào này đã động viên, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tình đồng chí, đồng đội, ý chí vượt khó vươn lên trong hội viên cựu chiến binh. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm từ 92 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 92 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 90 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm từ 92 đến 98%, gió nhẹ.